không nên dùng robot cho đến khi mà nó hỏng, nó báo lỗi thì mình mới kiểm tra nhé. Mình sẽ phải xem hết cái video hướng dẫn của bên em. Cái thứ hai nữa là tất cả các cái phụ kiện này nó đều có cái quy định về cái thời gian thay thế, thì mình cũng xem kỹ trong cái hướng dẫn đấy cho em. Tức là khi mà mình để những cái phụ kiện này nó quá thời gian ấy, thì đây khí nó không thoát được thì nó sẽ chui thẳng hết bụi vào phía bên trong, thì bụi nó sẽ đi qua phần động cơ này, nó đi qua cả đây này. Đó. Xong rồi nó đặt kín hết bụi này. Xong rồi thì nó sẽ đi vào trong đây và nó đi lên phía trên. Phía trên này sẽ có men bo mạch và những cái con xử lý thì nó sẽ chết, lý do là như thế. Đó. Cái máy robot hút bụi này nó cũng không tự làm sạch được cho nó ấy. Cho nên là tất cả những cái phần này, mình không được để kết dính thì mình phải làm sạch cho nó này. Một ngày nào đó mà cái phần bụi nó đóng tảng vào đây nhiều, nó sẽ gây ra rách cái cao su này, thì mình sẽ phải thay cả cái cụm này, rất là tốn tiền ấy. Cái chổi cũng như thế, cái chổi cạy này, này mình cũng không được dùng cho đến khi nó mòn đi. Kể cả trong trường hợp mình vẫn nhìn thấy nó có cái nông chổi này, thì cái chổi này là cái chổi lấy bụi vào trong, thì nó phải có cái đàn hồi. Khi khoảng đây 3 đến 6 tháng nhà sản xuất nó đưa ra một cái đề xuất rồi, có nghĩa là nó mất cái đàn hồi đi rồi mình phải thay, chứ không phải nó mòn đi mình thay, thì mình sẽ cần phải xem xét kỹ lại. Cái chổi giữa này, này nó có hai trường hợp: một là nó mòn, hai là đã quá 1 năm rồi. Đây là cái chổi giữa này, thì mình phải thay, lý do là cái lực đàn hồi này, nó không còn nữa. Cho nên là kể cả là nó không bị rách thì mình cũng vẫn phải thay. Nói chung là như vậy. Nếu mà mình không thay thì người sử dụng sẽ là người chịu thiệt nhất. Thứ nhất là mình không được dùng cái máy với chất lượng tốt nhất. Thứ hai là mình sẽ bị tốn cái tiền sửa. Nó sẽ làm cho con robot bị xuống cấp, hoạt động không đúng với cái thiết kế của nhà sản xuất. Và thậm chí nó còn hỏng hóc ở phía bên trong. Nếu mà hỏng nhẹ thì sẽ là chết cảm biến, còn hỏng nặng thì sẽ là hỏng mê. Đây. Thì cho mình xem luôn cái phần bên trong. Có những khách dùng bụi nó vào trong nó sẽ han gỉ hết và nó sẽ chập cháy hết những con men này. Và đặc biệt khi mà đã dùng phụ kiện thì không dùng phụ kiện fake. Đây, những cái con phụ kiện fake này nó sẽ không khác gì cái phụ kiện đã quá hạn, và thậm chí nó còn nguy hiểm hơn. Nó không lọc được bụi mịn, nó sẽ cho thẳng bụi vào bên trong khoang động cơ. Đấy, những cái con máy hỏng hóc chết chóc này, tất cả chỉ có một trong hai nguyên nhân: một là phụ kiện hết hạn mình không chịu thay, hai là nếu mà mình thay mình lại đi mình thay cái hàng trên Shopee, hàng nhái, hàng chợ mà.